Rau đã bị héo vẫn có thể tươi lại ngay nếu làm theo cách này. Rau mua về nhiều lúc không dùng hết và để qua một, hai ngày thường bị héo rũ nên ăn không còn ngon nữa. Lúc này đa phần ai cũng mang vứt đi đúng không? Tuy nhiên, một khi đã biết mẹo làm tươi rau này thì bạn sẽ không vứt rau đi nữa nhé. Vừa có rau ăn ngay mà không phải tốn tiền mua rau khác thì phải áp dụng ngay thôi. Cách 1. Dùng nước lạnh. Bạn lấy ra một thau nước có cho vài viên đá vào để làm lạnh nước. Tiếp theo, bạn cho thêm một muỗng giấm và một muỗng đường vào thau nước và khuấy cho tan. Sau đó bạn cho rau vào ngâm trong nước đá khoảng 15-20 phút. Và khi vớt rau ra bạn sẽ ngạc nhiên cho xem, vì rau được phục hồi lại trạng thái tươi ngon như ban đầu. Cách 2. Dùng nước ấm Bạn chuẩn bị một thau nước nóng khoảng 50 độ. Càng đúng 50 độ thì càng hiệu quả nhé. Nếu không có sẵn nước nóng 50 độ, thì bạn có thể pha nước đang sôi với nước nguội theo tỷ lệ 1 giờ một phút, cũng ra được nước 50 độ đấy. Sau đó thì mang rau ngâm rửa trong nước nóng khoảng 1-2 phút, cẩn thận đừng để bỏng tay nhé. Sau khi vớt rau ra thì rau tươi ngon thế này nhé, ngạc nhiên đúng không? Vì xưa giờ không ai nghĩ mang rau rửa nước nóng lại giúp rau tươi hơn. Trên đây là hai cách làm tươi rau đã bị héo đơn giản tại nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúc các bạn vui vẻ, nhớ đăng ký theo dõi kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu cần mua mũ nón các loại, hãy ủng hộ mình tại hanhduongshop.com nhé. Mến chào và hẹn gặp lại ở các video sau.